bộ phim Trộm Tốt Trộm Xấu. Anh mở được chưa? Dạ được rồi. Trời ơi, thiệt là thời buổi này rồi. Sao thầy không dùng cửa điện tử cho tiện lợi hả? Thầy có mất chìa khóa mãi như vậy. Cũng có nỗi khổ, tôi quên mật mã hoài nên không dùng cửa điện tử được. Nhưng mà cũng may tôi có chìa khóa dự phòng ở trong nhà rồi nên không sao. Cảm ơn anh nha. Anh cứ về đi. Thầy hiệu trưởng à, nếu thầy không phiền, thầy có thể cho tôi vào trong nhà để xem tin tức một chút có được không vậy? Sao hả? Hôm nay là ngày tôn mốc thi đấu kiếm mà. Dạ. Chắc là kênh này đó. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau gặp mặt người chiến thắng giải đấu kiếm cá nhân. Thầy hiệu trưởng à, tôn mốc chiến thắng rồi. Tôn mốc đã thắng rồi kìa. Tôn mốc đã thắng rồi đó. Cậu vừa trở thành nhà vô địch giải đấu kiếm quốc gia đó. Sắp tới cậu sẽ tham gia giải đấu Doha châu Á với tư cách thay mặt cho quốc gia của chúng ta. Cảm giác của cậu như thế nào? Xin cậu hãy chia sẻ một chút. Đây là truyền hình trực tiếp có đúng không? Giống giải đấu kiếm chưa được phát trực tiếp bao giờ. Ôi trời, cái thằng nhóc này nhìn cái mặt nó kìa. Anh Minh Che, em là Tôn Mốc đây. Nếu anh có xem chương trình này thì hãy gọi cho em nha. Hiện nay ba vợ em đang sống ở đảo Túc Son, thành phố Seoul, địa chỉ số 386 Ưng Bông Đông. Số điện thoại của em là 2639627. Em rất nhớ anh. Anh Minh Che, còn ba của chúng ta nữa, ba vẫn luôn nhớ anh nhiều lắm đó. Em và ba đã tìm anh khắp nơi rồi. Em biết lý do anh bỏ ba và em mà đi, nhưng mà chúng ta hãy gặp nhau rồi nói chuyện đi. Tuyển thủ Trang à, tốt nhất là chúng ta quay về chủ đề chính nha. Em biết là chúng ta đã trải qua nhiều chuyện khó khăn, nhưng anh đã không hề ghét bỏ em mà. Anh hãy vì nghĩ đến mẹ mà quay về đi. Lúc nào ba cũng luôn nghĩ về anh hết. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của tuyển thủ Trang Tôn Mốc. Tôi đang đưa tin từ sân đấu kiếm của sân vận động Seoul Olympic. Xin từ từ đã. Nếu có ai biết một người tên là Trang Minh Cha tới từ Trung Cheon từ 8 năm về trước, xin hãy gọi cho tôi. Anh ấy là anh trai của tôi. Có ai biết được một người tên là Trang Minh Cha thì xin hãy gọi cho tôi. Rất mong mọi người giúp đỡ. Ôi trời ơi. Trời ơi, cái thằng nhóc này, cô làm cái gì vậy chứ? Bà nặng có xem quá không? Rồi đó. Không đúng không? Đương nhiên là có rồi. Trời ơi, nặng quá đi. Vậy thì bà phải cổng tuyển thủ quốc gia này đó. Nè, bà nghe nói vẫn chưa có quyết định gì hết, cho đến khi con đến trung tâm huấn luyện đó. Ôi trời ơi. Tuyển thủ giỏi nhất trung tâm huấn luyện à? Không, trên thế giới này là con trai của bà đó. Bà mà chống hãnh diện đi, con trai cha tôn mốc của bà sẽ khoe khoang khắp nơi về con trai của bà thôi, đúng không nè? Vậy có tuyệt không hả ba? Đương nhiên là rất tuyệt rồi. Vậy nên bà đã mua thịt đó. Thịt bò sao? Không, đương nhiên là thịt heo rồi. Làm vậy với tuyển thủ quốc gia. Nè Tôn Mốc, con vẫn chưa được ăn thịt mà. Thôi được rồi. Cổng ba đi thôi con trai à. Chân con đứng không vững rồi nè. Tuyển thủ quốc gia khỏe mạnh, chạy thôi. Chạy nào. Sao ba nặng vậy chứ? Giữ chặt vào chứ. Con phải cổng cho cẩn thận đó, giữ chặt vào. Chạy đi nè. Đúng rồi, chạy đi. Chạy nhanh lên. Nè, rót cho ba đi. Rượu của ba đây. Nè, cái thằng nhóc này, đừng có mà uống rượu như vậy chứ. Hồi còn nhỏ ba nói có thể uống khi ở cùng với ba mà. Lúc đó con không phải là vận động viên. Không được, tuyệt đối không được uống. Tôn Mốc à, ba nghĩ con nên dừng lại đi. Chuyện gì á? Tìm anh trai của con đó. Cũng đã lâu lắm rồi, chưa nghe được tin gì hết. Chắc nó không còn tồn tại trên đời này nữa rồi. Ba đừng có nói như vậy mà, tại sao nấy lại chết được chứ? Con cứ nghĩ là nó đã chết đi có được không? 8 năm qua con đã vất vả đi tìm nó. Nó đã bị tổn thương nặng nề, nên nó không nhận ba. Vậy nên con hãy quên nó đi Tôn Mốc à. Ba sẽ chôn chặt nó ở trong lòng ba vậy. Đó là anh trai của con. Anh bỏ đi vì ba thôi sao? Anh ấy đi vì mẹ mất trong khi cố cứu con.
con sẽ tìm ra. Nếu không ở Hàn thì con sẽ đi ra nước ngoài. Nếu không có trên thế gian này thì con sẽ đến thế gian khác mà tìm. Bà đã nói là đừng cố uống như vậy rồi mà. Bà cứ làm cho con muốn uống thôi à. Thẻ đăng ký trại trẻ mồ côi David. Nên ngồi sao đây? Hả? Anh thấy người nào thấp hơn thì ngồi mới đẹp chứ. Tôn Mốc bà, con ngồi trước đi hả? Đúng rồi, Tôn Mốc ngồi đó đi con. Còn Minh Che với mẹ ai thấp hơn đi? Anh em mẹ Minh Che thấp hơn nên ngồi ở phía trước đi hả? Trời ơi. Được rồi mà, được rồi, em biết rồi. Nè Tôn Mốc, ngồi gần lại mẹ đi con, gần nữa, đúng rồi. Chúng tôi đứng như vậy được không hả? Dạ, vậy tôi chụp đây. Rồi, được rồi. Rồi, chụp thật đẹp cho chúng tôi nha. Cười lên đi. Tôi chụp đây, 1, 2, 3. Điểm đến 3 nào nha. 1, 2, 3. Thằng nhóc này, con có còn sống không hả? Con có ăn uống đầy đủ không đó? Trời ơi, vậy mà lúc nãy nói không đúng lòng mình. Ba đừng có khóc nữa, lớn rồi mà lại khóc. Con sẽ tìm ra nấy mà. Nhạc chung với tụi mình không hả? Tôi không quan tâm cái bé trai đó đâu. Trời ơi nè, sao vậy, đi chung đi. Không liên quan gì hết, không biết đâu, bắt đầu lại đi. Rồi chơi trên đâm hai nàng thích, bắt đầu trò chơi nào. Núi này qua núi kia, núi này qua núi kia, là hai qua núi kia, là hai. Thôi chơi tiếp đi. Nè, thêm bàn nữa đi. Trò chơi trên đâm hai nà thích, trò chơi bắt đầu, núi này qua núi kia, núi này qua núi kia, a ha a ha, cướp ha cướp ha cướp ha ha. Nè chơi một lần nữa đi. Được đó, lần nữa nha, bắt đầu nha. 1, 2, 3 chơi nè. Gì vậy, sao vậy, chuyện gì vậy? Thì đó. Phải đó, chờ bà nữa. Thôi im lặng đi, im lặng đi. Đã nói là giờ học rồi mà. Quay lên đi, quay lên. Quay lên học đi, nhìn thẳng lên trên kìa. Nhìn thẳng lên. Một bà nữa. Nè. Lớp
chữ nó kêu trật tự rồi mà. Mau học bài đi chứ. Hả? Cậu ơi, tôi có vé xem chương trình biểu diễn nghệ thuật nè. Cậu lười vậy mà. 5 phút thôi. Không, 3 phút thôi cũng được. Cậu mà không lười là có biến đó. Được rồi mà. Được rồi. Nè, vì các cậu nói chuyện và làm phiền tới qua không nên thấy mệt lắm đó. Đừng có làm phiền người khác nữa nghe chưa. Được rồi. Biến đi. Trời. Nhanh lên. Xin lỗi nha, tôi phải dọn phòng vệ sinh nữa. Tôi tưởng là không có ai đổ nước ra hết. Biết ai ở trong đó không? Là hiệu trưởng đó. Tôi phải dọn thêm 2 phòng nữa. Đưa cặp đi. Đúng rồi ha, mùi như bồn cầu vậy. Tôi sẽ lấy mùi cho cậu nè. Đuổi theo đi. Về rồi hả? Đương nhiên là vậy rồi. Không có miệng chào hỏi ai hay sao? Con chào cô. Tôi không chấp nhận. Cô tưởng là tôi thích bắt cô chào hỏi tôi lắm hay sao hả? Chuyện sao vậy? Sao lại mắng bọn trẻ chứ? Vì nó không biết điều, dù đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Chị đói rồi, dọn cơm đi. Hai đứa con mau chuẩn bị ăn cơm nha. Nè, không được ăn cùng bàn. Con đang giả làm người dân bình thường như ba mình hay sao? Mình không thèm quan tâm, nhưng để cô ta ngồi ăn chung cùng cả nhà làm gì thấy khó chịu lắm. Sô chua à, hôm nay con ăn riêng nha. Sô chua, con ngồi xuống. Chung the, không thèm nghe lời tôi sao? Đây là nhà em. Sô chu cũng là thành viên trong nhà. Mong chị đừng tự ý ra lệnh cho người nhà của em. Thành công tố viên trưởng rồi. Đâu có ai ra gì nữa hả? Thiệt là... Anh cũng thiệt là... Anh đã biết rõ tính của chị em rồi mà. Chị à, ôi trời, chuyện sao vậy? Sao tự nhiên chị lại bận tâm tới con bé tới như vậy chứ? Ngay từ đầu chị đã không ưa nó rồi mà. Lúc nãy không nghe chồng của em nói sao? Sao dám sỉ nhục chị con nhóc đó chứ? Nè, chị tới đây thư giãn về chuyện của Junho mà chị. Hả? Hay là chúng ta đi mua sắm với nhau nha. Hả? Nè, nhưng nói đến Junho, em từng đi xem nó đấu chưa? Sao em lại có thể chẳng quan tâm chút nào đến cháu trai của mình như vậy chứ? Em tưởng thằng bé sẽ thắng vì chị nói là đằng nào cũng thắng mà. Chị cho thằng bé tập kiếm làm gì chứ? Còn nghĩa vụ quân sự, nếu không tham gia giải châu Á, chồng em có miễn cho nó hay không? Chồng của em đâu có quyền làm như vậy chứ chị. Mà sao chị không hỏi chồng của chị đi? Đừng có nhắc tới anh ta. Em tưởng là chị tới đây để rồi bị đối xử như vậy sao? Chị tới nhà của em là để được em an ủi, nhưng mà em chỉ làm cho chị thêm bực tức mà thôi là sao? Chị à, không lẽ anh rể ngoại tình hay sao? Chắc là em vui lắm. Chồng em chung thủy như vậy mà. Tránh ra đi.
À, chị à, vậy còn Junho thì sao chị? Sao cô ấy không gọi mình ta? Dạ pizza của cô đi, chúc ngon miệng. Chào mừng. Nè, Tôn Mốc à, sao cậu không chịu nghe máy vậy? Cậu biết tôi gọi cậu mấy lần không? Nè, đã nói đừng gọi tôi là Tôn Mốc mà. Đặc biệt là khi có con gái. Nhắc lại đi, Chang Hyun Bin. Nè, bây giờ cậu không nên để ý tới tên đâu. Có xem bản tin hay không vậy chứ? Bản tin? Sao? Đã tìm được rồi sao? Tại cậu mà tôi cao lên không nổi luôn đó. Không phải đâu, chuyện tham gia giải châu Á của cậu có vấn đề rồi đó. Cậu đang nói cái gì vậy? Nè, mau gọi điện cho trường đi, nhanh lên đi. Cậu không nên cười như vậy, vào ngay lúc này đâu Tôn Mốc à. Nhanh lên đi chứ. Cuộc tuyển chọn đấu thủ trong đội đấu kiếm quốc gia sẽ tham gia giải Doha châu Á. Tuy nhiên, trận đấu chọn ra đấu thủ cuối cùng đã bị loại bỏ. Máy tính điểm điện tử là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Máy tính điểm đôi khi bị lỗi và máy cảm biến gắn trên người đấu thủ cũng bị hỏng, vì xảy ra những trục trặc về kỹ thuật không mong muốn đó. Cho nên có những trường hợp đèn tín hiệu sẽ không sáng. Sau khi tiến hành điều tra cẩn thận và chi tiết, Hiệp hội đã phát hiện ra lỗi trong hệ thống cảm biến của đấu thủ Ly và đã đưa ra thông báo là sẽ tổ chức một lượt thi đấu thứ hai. Anh à, anh định để Soju ở đây tới bao giờ đi? Cãi nhau với chị Mie làm em thấy áp lực nhiều lắm. Anh và ba của Soju đã hứa với nhau, còn bé sẽ ở tới khi học đại học. Làm vệ sĩ của Hoa Dông cũng được đó. Nếu như vì lý do đó thì thuê vệ sĩ nam đi, em thấy sẽ tốt hơn. Thu hút sự chú ý cũng không hay đâu. Soju là hợp nhất, Hoa Dông cũng có bạn. Ba ơi. Con yêu Soju của ba, sao hôm nay con lại không gọi cho ba vậy hả? À, con bận học nên quên mất rồi. Wow, đây là tin sốc nhất mà ba nghe được gần đây đó. Ba ơi. Nè, giọng của con sao vậy? Con nhớ ba nhiều lắm. Con muốn chuyển. Ba cũng nhớ con lắm con gái à. Nhưng mà cho tới khi con được vào trường luật, ba nhất định sẽ không gặp con, dù rất đau khổ. Con nhớ đó. Gì vậy? Nói chuyện với Soju hả? Hả? Soju của chúng ta không cần học nhiều đâu. Ngày đó con học trường có tiếng lắm mà hả? Tìm một đứa nhà giàu có, sau đó có thể sống sung sướng rồi. Rồi gì nữa? Của anh đi, đừng có nói linh tinh nữa. Sao anh có thể khuyên như vậy ở thế kỷ 21 này được chứ? Thiệt tình. Soju à, quên mấy lời đó đi con. Anh thật sự chẳng biết gì hết à. Học sinh trường ở đó hả, đều là con trai con gái của những chính trị gia nổi tiếng đó hả? Nếu tìm được người tốt, anh có thể dễ dàng trở thành trưởng ban được còn gì. Ê trời ơi, thiệt là. Nè, tôi thà giết anh rồi vào tù còn hơn leo lên cái kiểu đó bằng cách dùng con gái của mình. Trời... hả? Sao anh lại bị mù quáng bởi tiền tới mức vậy chứ? Bây giờ thì con thấy rất tốt ba. Sao? Được nói chuyện với ba con đã được an ủi nhiều rồi. Thấy tốt hơn khi nghe giọng của ba nè. Ba đừng có lo nữa. Ba biết là con gái Soju của ba kiên trì như thế nào mà. Đúng là con gái nhỏ can Soju của ba. Có gì không hay xảy ra với con rồi sao? Không có gì đâu mà ba. Con chỉ giả bộ làm nũng một chút để xem ba phản ứng như thế nào thôi. Mà giờ chân của ba sao rồi? Vẫn chưa đâu. Ba vẫn phải đi nạn. Ai, nên con mới kêu ba bớt uống rượu lại đi. Nếu ba uống nhiều thì lần tới sẽ dở đầu luôn đó. Quay Dông à, chúng ta đi mua sắm không? Xin lỗi nha. À, tôi đi bộ một chút rồi về ha. Được rồi mà, có phải lần đầu đâu. Học chăm chỉ nha.
vậy? Cô mặc như vậy thì không thể vào được đâu. Quần áo như vậy thì sao? Chúng tôi không cho phép ai vào ngoại trừ thành viên vào thôi. Hôm trước tôi tới đây với bạn cũng vậy mà. Không có thẻ thành viên thì không được vào đâu. Gì vậy? Tránh ra giùm đi. Ủa, bạn có qua dông mà không phải sao? Rất vui được gặp cô đó. Sao vậy? Tại sao anh dám đuổi cô ấy đi vậy chứ? Đi theo tôi hả? Nè, vào trong đi, mau lên. Đi thôi, đi thôi. Làm việc tiếp đi. Dạ. Nè, lại đây. Sao mày dám làm vậy chứ? Giỡn mặt hả? Sao dừng tay lại vậy hả? Đập cho nó tôi một trận nữa đi. Sợ quá. Ghê chưa? Trời. Nè, đứng lại. Lên. Mau bắt tụi nó lại đi. Dạ, dạ. Nhanh lên. Nè. Nè, nên bôi thuốc cho tôi chứ. Bộ cậu không có tay hả? Có hai tay để làm gì chứ? Cậu không nên làm ngơ với những người đang khó khăn và cần sự giúp đỡ. Đây. Muốn tôi làm gì? Cầm cho tôi coi, để bôi thuốc. Tôi không thể nhìn thấy mặt mình. Sao? Tôi quá đẹp trai hả? Đây. Để yên nha. Ở đây. Đúng rồi. Ôi trời. Ôi trời, đừng để lại sẹo trên khuôn mặt đẹp này chứ. Mà hồi nãy cậu đánh lại anh ta cũng hay thiệt đó. Anh ta là tuyển thủ đấu kiếm đó nha. Tuyển thủ thường thôi, còn tôi là tuyển thủ quốc gia đó. Cậu là tuyển thủ quốc gia hả? Nhìn cho kỹ mặt tôi đi. Vì tôi sẽ là người giành huy chương vàng trong kỳ Thế vận hội châu Á lần này. Nè, đừng có tán tỉnh tôi nha. Nè, có chuyện gì vậy hả? Nếu tán tỉnh bị cấm thì là người tuyệt chủng rồi. Ôi trời ơi, đúng là cậu chỉ biết nói không thôi. Cậu bị đánh bại rồi kìa. Nè, vậy tại sao cậu chỉ xem họ đánh trong khi có thể đánh trả lại? Lẽ ra đã có thể cứu khuôn mặt khỏi sẹo rồi. Nếu cậu giúp sớm hơn đó. Sao tự nhiên lại nổi giận với tôi chứ? Đúng là nực cười mà, cậu đang đổ lỗi cho tôi hay là sao? Ai mà dám làm chuyện đó ở đây chứ? Cậu biết tôi xấu hổ lắm hay không? Để con gái cứu mình khỏi bị đánh. Tôi nghĩ chắc là cậu có thể tự bảo vệ mình, cho nên tôi đi đây. Nè, cảm ơn vì đã giúp tôi. Đừng đến gần tôi. Nếu ai tới gần tôi sẽ giết chết. Tôi sẽ giết. Nè nè nè. Ê, nè 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 Chui Sun,
Nghĩ kỹ đi, nếu không sẽ bị bỏ tù tiếp bây giờ. Tất cả bọn khốn chúng mày, cuộc sống của tao bị hủy hoại vì chúng mày. Tao bị bỏ tù vì mọi thứ tao giống như không hề lấy cắp. Tao sẽ giết tất cả bọn mày. Tao sẽ tự tử cho mày coi. Tao sẽ giết toàn mày. Được rồi, tôi hiểu rồi. Ha, tôi hiểu rồi. Bỏ xuống cùng nói chuyện đi. Anh nghĩ về con gái yêu quý của anh chút đi. Mày nói cái gì hả? Khi tao còn đang ở trong tù, con gái tao đã được gửi ra nước ngoài, làm con nuôi cho người ta rồi. Đó là lỗi của tụi mày. Ê, được rồi. Cẩn thận. Lùi lại. Đừng có động, hãy đứng yên. Nè trời ơi, anh làm cái gì vậy? Chính mày cũng phải mất đi đứa con của mình thì mới hiểu được nỗi đau của tao. Trước đây là tù nhân, anh ta điên rồi, cô có thể bị thương đó. Hãy ở yên đó đi. Nè, cô đừng làm anh ta bị thương. Cô đang nói cái gì vậy? Cô muốn chết hay sao? Nè, mau bắt anh ta lại. Có rất nhiều kẻ điên cuồng và bất chấp như anh ta ở đây, nên á gây nhiều rắc rối cho cảnh sát chúng tôi. Nhiều người không chỉ mang dao thôi đâu, họ còn mang cả một thứ đe dọa sẽ giết chết cả đồn cảnh sát và thanh tra nữa kìa. Thế giới này thay đổi từng ngày rồi, ngay cả đồn cảnh sát cũng không còn an toàn nữa. Điều đó làm tổn thương tôi ghê gớm. Dù sao tôi cũng xin chắc chắn những kẻ điên này tất cả đều... Thôi mà. Được. Chúng tôi đến đây để tìm người. Thanh tra Kang Song-in từ Trung tâm Tội phạm Bạo lực. Được rồi, hai người bây giờ muốn tìm ai hả? Có người trong gia đình đột nhiên biến mất hay là bị mất trí bỏ đi? Đều không phải. Tôi chỉ biết tên của ông ấy thôi. Mặc dù cảnh sát không thể giúp chúng tôi nghĩ cậu có thể giúp chúng tôi tìm được đó. Tên của ông ấy là Kim Giang Chin. Cậu có thể giúp tôi tìm ông ấy không? Kim Giang Chin, có địa chỉ của anh ta không? Trước giải phóng sao? Đúng, ông ấy chắc hẳn vẫn còn khỏe. Lúc đó chỉ mới 6-7 tuổi. Nếu như vẫn còn sống thì chắc cũng đã 70 rồi. Bà là người thân bị xa cách của ông ấy hay sao? Thanh tra Kang nè, cậu đã từng nghe về đại tướng Bét San chưa? Bét San hả? Tôi không chắc lắm. Ông ấy là quân nhân sao? Là người đấu tranh cho độc lập. Ông ấy đã từng được nói đến trong sách ngày xưa. Tôi đang tìm con trai của đại tướng Bét San. Nhưng mà ông ấy không có thông tin trong hệ thống dữ liệu, vì vậy có thể đã qua đời. Đó là lý do tại sao tôi cần tìm hậu duệ của ông ấy. Thứ lỗi cho tôi khi phải nói những lời này, nhưng mà thật sự rất khó để tìm một người đã chết mà không có địa chỉ cụ thể. Mặc dù chỉ có một ít người như vậy trong ngành cảnh sát, nhưng nếu như cố để tìm Bét San, vậy thì chúng tôi phải... Đó chính là lý do tại sao tôi tìm cậu. Nếu tìm được hậu duệ của ông ấy, tôi sẽ trả thêm cho cậu. Tôi sẽ điều động nhân lực thêm. Còn nữa, nếu như tìm thấy, hãy gọi vào số này cho tôi. San Gun Jun. Dịp gì vậy? Sao bà lại muốn ăn cơm cùng với nhau chứ? Bà biết là con rất bận, nhưng chúng ta cũng nên gặp nhau một lần chứ. Dù gì cũng là gia đình mà. Dĩ nhiên rồi. Anh trễ không tới thì phải. Bà có muốn nói gì thì nói đi bà. Con phải quay lại văn phòng nữa. Được rồi. Như con đã biết đó, Jun Ho nó sẽ tham gia trận đấu thôi. Nhưng mà một nhân viên của trọng tài đã gây rắc rối, cho nên hắn nói là kết quả đã được dàn xếp và báo cáo điều đó cho trụ sở luật sư của giải đấu. Ý bà là muốn con che đậy chuyện này đúng hay không? Con không phải tự mình làm điều đó đâu con. Hãy để bà chọn luật sư chịu trách nhiệm xử lý việc này cho. Bà sẽ đích thân giải quyết việc này êm đẹp. Con không thể làm như vậy. Cả thế giới này đều biết con là con rể của bà. Con không thể giải quyết vụ này được. Và nó cũng không đúng đối với
Một công tố trưởng như con đây. Đó, bà nhìn thấy chưa? Cậu ta sẽ ngoan cố không nghe mà. Con ngồi im đó đi. Không đâu, con cần phải nói chuyện. Đúng vậy, cậu là công tố trưởng. Cậu đúng là một công tố trưởng, thật là tuyệt vời. Cậu nghĩ đang nói chuyện với ai vậy hả? Trời, tại sao lại hành động như thể rất vĩ đại vậy? Cậu nghĩ mình tuyệt vời lắm sao? Chị à, chị bình tĩnh đi. Vẫn còn cách khác để đưa nó ra khỏi đồn cảnh sát mà chị. Sao lại làm rắc rối lên chứ? Đó không phải là mục đích chính đâu. Là sao ba? Jun Ho lẽ ra nên là một thành viên của IOC. Không phải học hành nhiều, nó cần có danh hiệu chính đáng để có thể đảm nhận được tất cả các công việc của ba sau này. Ba không làm vậy chỉ vì ba đâu. Ba đang hỏi ý kiến vì gia đình. Vậy ba nên tự mình làm. Con rất xin lỗi, nhưng con không thể giải quyết vụ này được. Được thôi, gia đình cái gì mà gia đình. Ba, ba thấy chưa, chỉ có con là con gái duy nhất của ba. Con không nên đối xử, con lẽ ra không nên đối xử tử tế với đứa con gái quan này đâu. Bỏ đi, tôi sẽ tự giải quyết. Đúng là thứ xui xẻo mà. Ờ, vào đi, ngồi xuống nè. Qua đây ngồi đi. Dạ. Ngồi đi em. Trời ơi, học sinh chàng Tôn Mốc. Em cũng đẹp trai thiệt có nghe. Khi mà nhìn như thế này đó. Dạ cảm ơn thầy. Thầy đã vô cùng đúng đắn khi nói về điều sai trái đó. Đây, cái này là thầy cho em, cầm lấy đi. Dạ không cần đâu thầy. Ê, không có sao đâu, em cứ cầm lấy đi. Em đã mang tới vinh dự cho trường thầy rất là biết ơn mà. Em cảm ơn thầy. Vậy trong trận đấu tới em sẽ cố gắng hơn và đem về niềm tự hào thật lớn cho trường mình đó thầy. Không cần phải làm vậy. Thầy sẽ để em nghỉ ngơi mà. Dạ. Học sinh Tôn Mốc, em vẫn còn học cấp 3 và có tương lai rồi. Sao mà không hối thúc bản thân tiến xa hơn chút chứ? Em không hiểu thầy nói gì hết. Ý thầy, lý do gì mà em đăng ký tham gia thi đấu giải châu Á như vậy chứ hả? Đằng nào cũng không được nhập ngũ sớm hay là vì trường đại học sao? Ôi, nếu là như vậy thì thầy sẽ giúp cho em, hãy tham gia vào đôi đặc biệt đi. Thưa thầy, em nghĩ mình còn thiếu hiểu biết nhiều lắm. Đừng vòng vo nữa, thầy cứ nói thầy muốn gì đi. Tôn Mốc à, em chắc là một học sinh yếu kém dữ lắm. Thầy nói thẳng như vậy, đừng thắng trong trận tới. Sao hả? Em có thể nhắm mắt và thua lần này có được không? Số tiền này đủ để mua một chiếc ô tô đó. Dạ thưa thầy, thầy có nghe thấy tiếng chim hót ở ngoài kia không? Chim, chim hả? Nó đang kêu là cu cu, biến đi. Thầy không nghe thấy gì sao? Gì chứ? Hãy quên đi cuộc nói chuyện này hết. Nè, biến đi, biến đi. Nè, em đứng lại đó. Ơi, thiệt tình à. Trời ơi, đáng yêu quá. Chào con gái yêu của ba. Ba hả? Ba tới hồi nào vậy? Ba ơi. Nè, ba đã chạy 200 km trên 1 giờ. Giờ tới đây 1 giờ trước vì nhớ con đó. Sao ba lái được với cái chân như vậy? Ai, không thể tin được ba luôn. Tinh tinh. Là gì vậy? Màu này trẻ con quá à. Sao con có thể cài nó lên tóc được? Sao không được chứ? Ba nghe nói đây là cái hot nhất với học sinh nữ mà. Vậy hả? Đừng có thất vọng nữa. Tưng tưng.